Xe tải này là một trong các phương tiện phải kiểm tra tải trọng do lực lượng chức năng nhận thấy có dấu hiệu chở hàng quá tải. Song, dù qua 3 lần cân, tổ công tác vẫn không thể xác định được toàn tải. Lý do, xe có 6 trục, nhưng một trục trong đó được chủ phương tiện điều chỉnh nâng cao, gây khó cho kiểm tra. Đưa vào cân thì là có 5 trục tiếp xúc với mặt cân, có một trục thì là không tiếp xúc với mặt cân, cho nên dẫn đến là việc khó khăn trong vấn đề mà xác định tải trọng cân. Nếu mà mình cân tải trọng lên thì trục đấy không chạm đất thì nó chỉ xác suất nó chỉ quá một tí thôi, chứ không đáng kể. Tỉnh lộ 429 đoạn từ chân đê sông Hồng qua thị trấn Phú Minh là đầu ra của nhiều xe tải sau khi lấy cát sỏi từ các bến bãi ven sông. Nhưng khi thấy lực lượng chức năng, các xe chở vật liệu xây dựng đều nhanh chóng chuyển hướng để tránh bị kiểm tra. Còn như phương tiện này, người lái lại chọn thời gian ngoài 12 giờ trưa mới ra đường để tránh bị phát hiện, xử lý. Như những cái giờ 12 giờ trưa, 1 giờ, buổi sáng sớm hay 10 tối mới lực lượng nghỉ thì lái xe mới hoạt động. Cho nên là anh em chúng tôi là chưa xử lý triệt để được vấn đề xe quá khổ quá tải chạy trên địa bàn. Qua quá trình cân tải trọng chiếc xe này, tổ công tác phát hiện xe chở hàng quá tải trọng cho phép là 28%, phương tiện quá hạn đăng kiểm, không phù hiệu. Lái xe trước đó cũng đã bị treo giấy phép lái xe, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Do vậy, tổ công tác tiến hành xử phạt hành chính tổng số tiền 26 triệu đồng. Trong đó riêng lỗi quá tải là 3 triệu đồng. Đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày. Chuyến hàng này về cát được trừ đi chắc được 300.000 chuyến. Vâng, gọi là hàng về mà. Thì cước nó rất là thấp, tiện chuyến. Như vậy với cái lỗi mà mình bị xử phạt đến vài triệu đồng như này thì mình thấy thế nào? Thì bây giờ cuộc sống mưu sinh thì phải chấp nhận thôi, biết làm nhau anh. Thực tế, doanh thu từ hoạt động vận tải hàng hóa không thể đủ để bù vào tiền xử phạt vi phạm lỗi quá khổ quá tải nếu bị phát hiện xử lý nghiêm. Nhưng nguy hiểm hơn, việc chở hàng quá khuôn khổ, quá mức tải cho phép còn gây ảnh hưởng tới an toàn của chính phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông, kéo theo đó là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi lưu thông trên đường. Do vậy, việc xử lý nghiêm, mạnh tay là hoàn toàn cần thiết để hạn chế tối đa vi phạm.